Chào cả nhà nha. Mình là Hào. Bên Hoa Đại Dương hôm nay mình chia sẻ cả nhà là có cái anh thì cũng yêu cầu là cắm cái hộp hoa theo cái tông hiện đại. Thôi hôm nay mình sẵn mình cắm để mình giao cho khách rồi xong sẵn mình cắm mình chia sẻ cho cả nhà luôn. Đây cái nhà trước mình ví dụ như đây, đây là cái bảng màu của đây là mình cắm là hôm nay là mình cắm theo tông màu. Trước tiên mình cắm gì vậy? Mình phải xác định cái bố cục cái gì mình muốn cắm, ví dụ như cái hộp thì cái bố cục nó làm sao, cái kệ, cái bình đó. Chứ nhiều lúc cái trước rồi cái bố cục đi mà ví dụ mình không xác định được bố cục mà cái hộp đi ví dụ như nó nhỏ ấy, mình cắm nó to thì nó sẽ không phù hợp. Mình phải xác định được cái bố cục. Còn cái màu sắc đây, cái màu sắc đây á, là đây là cái bản bánh xi màu của nha, nó nha cả nhà, nó là có 12 màu. Đây nó có 12 màu chia ra, nó một bên là một màu nóng, một bên là màu lạnh đó, chia ra. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho cả nhà là mình cắm nó có nhiều cách ở trong cắm hoa này, nó cũng giống như thiết kế quần áo, nói chung là bên thiết kế quần áo nhà cửa nó đầy đủ hết á. Nó cũng phải có cái bảng màu để cái bảng màu và mình thiết cách phối màu đó. Thôi hôm nay mình chỉ chia sẻ cho cả nhà, đây là mà hôm nay là mình sẽ cắm là màu, đây là mình hôm nay mình sẽ cắm chia sẻ cho cả nhà là cắm màu đơn sắc. Đơn sắc là gì? Đơn sắc là nó chỉ có một, ví dụ như 12 bánh xi màu. Cả nhà ví dụ như thích cắm đơn sắc là ví dụ cắm một màu đỏ đi, mình cắm một màu đỏ đi, là ví dụ như nó có đỏ đậm này, đỏ nhạt này, đó đỏ đậm đỏ nhạt, nó là có nhiều loại đỏ mà mình cho chỉ là gọi là đơn sắc, là chỉ trong một cái gam màu đó thôi gọi là đơn sắc. Đó, hôm nay mình sẽ cắm là cái màu đơn sắc là mình cắm màu vàng nha cả nhà. Đó, nhiều qua cái màu nó vậy thôi. Chia sẻ nó có cách nhiều cách phối màu. Bây giờ bắt đầu mình cắm. Cho mình hai sợi dây đây. Cục foam đây mình ngâm nước, mình lấy ở dưới đây, nó có đây là có cái khay đựng cái là nửa cục foam. Bỏ lên để cho nó giữ nước, cắm xuống nhiều lúc là nó khỏi bị ướt cái hộp với lại cái bông của mình nó không bền. Rồi hai sợi dây đây mình, ở dưới đây nó có hai cái thanh. Cách vô form nó cũng có nhiều, tùy theo cách mình cắm. Ví dụ như cả nhà, ví dụ như cách vô form là vô âm, vô dương. Còn đây là mình cách mình cột vô form hợp, đây là mình cắm là cách vô form là dương nha cả nhà. Còn âm là sao? Âm là nó nằm ở dưới thấp, là mình dòm vô mình sẽ không thấy cục form. Rồi mình bỏ cục foam lên. Nhớ cả nhà lúc nào cũng phải cho mình hai cái cây đây để mình viết xuống cho nó khỏi gãy. Rồi mình buộc nó lại. Đây cái đây là hoa cả nhà, đây hoa là mình chuẩn bị cho mình khoảng đây mình khoảng 10 bông hồng vàng nha. Cái đây là mình rải cánh nó ra đó cho cái bông nó, tại cái cắm cái hộp hoa hiện đại là phải có bông to bông nhỏ đó, mình dòm vô hoa bay mà bông to bông nhỏ, bông chính bông phụ, hoa liên kết, hoa bay đó, là cái hoa hiện đại của mình. Rồi cái cánh đây mình làm cánh, mình rải cánh nó làm sao? Trước tiên mình cánh là cả nhà mấy cái đài ho này mình bỏ nó đi, mình rứt mình bỏ nó đó. Biết sao mình bỏ cái đài đây không? Tại biết sao mình lát nữa mình đải cánh ra là cái đài này nó khỏi sẽ không có cho cái túm, dù lúc mình ra gió là cái nó túm cái đài là cái coi như nó túm, nó xếp cái bông lại, mình xé cái đài ra là cái bông nó sẽ không có bị xếp lại. Cả nhà trả cho mình khoảng 10 cánh thôi nha. Hoa như vậy mình phải rải trên 10 cánh. Đó, rất là đơn giản. Cái hoa ví dụ như cả nhà tùy theo cái hoa, ví dụ như tại sao những cái hoa mà mình bị cánh nó là không gãy, có những cái hoa là mình ví dụ như hoa hồng vàng đi, mình bị sẽ nó không có bị gãy cánh, còn hoa hồng đỏ là cái cánh của nó giòn.
nó phải có cái cách bể của nó. Ví dụ như hồng đỏ là ví dụ như cả nhà muốn bể được là cả nhà ví dụ như đừng có cho nó uống nước, để cho nó uống nước cho nó cánh nó mềm, rồi sau mình bể rồi mình sau mình cho nó uống sáng nước sau. Rồi bây giờ bắt đầu mình cắm. Rồi trước tiên mình cắm theo cái hộp. Rồi một cây mình cắm thẳng. Chết rồi luôn rồi. Đây mình cắm lên đây là mình chuẩn bị cho mình là đó, mình làm hết rồi, khoảng 10 hoa vàng thôi, mình rải cánh nó ra. Nhớ cả nhà là cái hộp hoa hiện đại đây là mình cắm là mình sẽ cắm nó sẽ không ví dụ như là gần nhau là không bằng nhau nha cả nhà. Ủa sao cái đi? À, mình để xuống dưới đây mình cắm nha, xong nó lắc rồi ta. Ơi mình đi hoa hồng. Đó. Rồi mình đi cái hoa, ví dụ như cả nhà chưa cắm viên á thì mình phải đi. Ví dụ như cái hoa hồng ấy, là ví dụ như cái hoa hồng thì mình đi hết hoa hồng ấy. Lát nữa mình cắm hoa liên kết, hoa phụ nó mình cắm vô sau. Cả nhà chờ mình xíu. Tại cái đây nó quay cái này là để dành mình cái đế là mình để cắm cái hồ điệp nó quay mình khó cắm. Nhớ là mình cắm đây là mình cắm cả nhà mình cắm đơn sắc là mình cắm một tông vàng thôi, lá mình cũng xịt màu vàng luôn, mình sẽ không có cho ví dụ như nhiều lúc cái lá ví dụ như màu vàng mình cắm mà màu xanh mà mình không xịt vàng nó ra thì nó sẽ ra cái màu khác rồi, không phải là cắm đơn sắc nữa. Rồi hoa hồng mình cắm xong rồi, bây giờ bắt đầu mình chuẩn bị cho mình là đây cũng màu mỡ gà, đây cũng là cũng màu tông vàng luôn đây. Rồi mình cắm xen kẽ vô. Nhớ những cái lá đó mình đặt bỏ hết nha. Tại sao cái bảng màu đây nha cả nhà, tại sao mà nó không có ví dụ như nó 12 màu chính, không có màu trắng, tại cái màu trắng, màu đen, màu xám cái đó là màu cũng là màu trung tính nha cả nhà, là nó sẽ không có cái bảng trong cái bảng màu này. Cái đây gọi là 12 bánh xe màu. Rồi, hoa hồng mình cắm xong 10 hoa hồng vàng, 10 hoa hồng mỡ gà. Rồi tiếp tục đây là hoa phi yến cả nhà. Đây là hoa phụ. Hoa hồng là hoa chính, hoa phi yến là hoa phụ, mình phải biết cái hoa nào hoa chính, hoa phụ. Rồi, hoa phi yến đây cũng hoa phi yến màu vàng luôn. Nhớ là cả nhà mình tuốt sạch lá nha. Rồi, hoa phi yến mình cắm xen kẽ vô. Đây mình cho nó những cái hoa phụ ví dụ như hoa bay là mình phải cho nó thoát ra khỏi cái bố cục.
Nhớ là cả nhà ho gì cũng vậy, mình cắt mình nhớ mình cắt 45 độ. Đây một bó phi yến đây nha cả nhà. Còn nhiều lúc người gọi ở ngoài chợ người ta còn gọi là mắm sói. Nó có hai cái cách gọi. Đây mình kiểm tra. Rồi, cái coi như ho là mình cắm xong hết rồi. Bây giờ ho chính, ho phụ mình cũng cắm xong hết rồi. Bây giờ mình cắm ho liên kết. Đây, ho bi đây là màu trắng, đây là màu trắng, cái màu đó màu trung tính của nó. Nó cân bằng. Rồi, cả nhà cắt xen kẽ vô liên kết những cái ho chính, ho phụ lại. Nó có cách nhiều cách phối màu lắm nha cả nhà. Đây là cái màu, đây là cái phối mà mình cắm là cắm đơn sắc. Đây là ho bi, là bi Trung Quốc. Có nhiều loại bi lắm, bi Hà Lan, bi Đà Lạt, bi Trung Quốc. Còn nếu mà mình cắm những cái hộp, ví dụ như mà nó dưới đây nó trắng quá, mình làm cái nơ, mình bấm vô, mình dán nó vào. Đó, thôi đây, thôi bi đây mình cắm liên kết rồi. Cả nhà mua cho mình khoảng một cành là được đủ nha cả nhà. Một cành nó cũng nói này nó nhiều lắm. Rồi cái đây. Đó, đây là lá chanh nó này cả nhà. Đây là lá nó cái lá đây, lá chanh là nó màu xanh. Đó. Mình dùng cái chai sơn này, mình chuyển màu nó cho nó lên màu của tông vàng. Đây cái lá chanh nó màu xanh đây, mình nó lên cho nó màu vàng. Đây. Rồi, trái này khoảng 5 lá nha cả nhà. Nhiều lúc ví dụ như mình không có, ví dụ như ho bay thì mình sẽ ví dụ như cái đây mình lá, mình dùng lá mình bay nó ra khỏi cái bố cục cũng được. Rồi, 4 lá cho nó. Rồi, mình kiểm tra lại nó còn trống ngay chỗ nào đâu. Rồi, đó, cái hộp ho này nó đơn giản thôi. Còn ở sau mình dùng lá gì, mình cả nhà. Nếu mà ở sau mình sử dụng lá thiết bọc lan này. Mình bọc nó, mình chia cái cục pho, nó chia ở sau lại. Đó. Mình chia lại cho người ta, mình giấu cái cục pho vô. Đó, mình lấy mấy lá mình chia nó ở sau lại. Đó. Thôi, cái hộp mình cắm gì nó đơn giản thôi. 10 bông hồng vàng, 10 bông hồng mỡ gà với lại một bó phi yến với lại mấy bó lá thôi. Đó. Đây, cái tới đây cũng cả nhà mình cắm cái hộp đây cũng xong rồi. Mình cắm đơn giản vậy thôi. Còn
nhiều lúc cả nhà mà chưa cấm ho gì được á, cả nhà cứ bình luận ở dưới. Rồi nhiều lúc mình có cấm cho khách, giao cho khách hay gì á, mình sẽ làm dù trúng ý của cả nhà. Ví dụ như cả nhà, ví dụ có anh á yêu cầu mình cấm cái hộp ho hiện đại, mình cấm. Còn nhiều đại bữa mình cấm Uwan hay Si Ho rồi á, mình ví dụ như cả nhà mà chưa biết cái gì á, cả nhà cứ bình luận ở dưới rồi mình sắp xếp, ví dụ hôm ấy mình làm video để mình chia sẻ cho cả nhà. Chào và tạm biệt cả nhà nha.